cho cái tiến độ công việc của mình và mình cũng sẽ chuyên nghiệp hơn. Đây, mình nên đặt tên cho nó. Xong. Đây là xong cái phần vừa nãy. Còn tiếp tới một phần cũng khá là quan trọng. Tiếp tới cái phần này nó sẽ là cái phần chọn, cái kiểu chọn của mình. Chọn những cái kiểu đây, đây là dạng quét này. Đây là dạng quét. Thì cái dạng này khá là ít dùng. Nếu như mà bạn muốn chuyển những cái dạng quét này này, bạn bấm phím Q nhé. Đây, cái dạng quét này cũng khá là dễ. Các bạn nhìn chắc là hiểu luôn. Đây là cái dạng như kiểu phun sơn nhé. Đấy, sẽ xịt đến cái nào cái đấy cũng sẽ dính ở trong cái phạm vi quét của mình. Mình dính quy tiếp. Đây. Đấy, dạng vẽ giống như pen tool đấy. Dùng pen tool trong Photoshop. Tiếp tới là cái dạng đây, vẽ như này. Thì cái dạng này trong két. Đấy, chọn một cái cục này nào. Chọn một cục này thôi. Nhưng mà đây, dạng hình tròn. Nên mình khuyên là đấy là chỉ nên dùng cái dạng hình vuông thôi. Thì mình thao tác khá là dễ. Còn những cái dạng kia thì hy hữu lắm thì mới phải dùng đến chúng nó. Đấy. Tiếp tới cái này thì sau này học sau. Cái này cũng khá là khó để hình dung. Nhưng mà mình hay dùng cái này để sửa lỗi nhiều hơn. Windows Crossing. Đây, hôm nay chúng ta sẽ học thêm 3 lệnh nữa. Ba lệnh này cùng có lệnh moves này, lệnh select and roll này, lệnh scale. Lệnh scale thì đầu tiên thì chúng ta sẽ học đến trước tiên đến cái lệnh đấy thì mình sẽ hướng dẫn đấy là cái làm việc trên cái phần viewport này. Khi mà bạn muốn xoay cái vật thể này này, xoay giữ này. À thôi, tí đến phần hình học đi. Khi mà bạn muốn đây, đổi góc nhìn. Đây là đổi góc nhìn nhé. À, di chuyển góc nhìn của mình đi nhé. Đây, mình muốn nhìn đằng sau, nhìn đằng trước này. Mình muốn đi đây, đi này. Zoom vào, zoom ra này. Thì mình sẽ sử dụng lệnh pan. Nó sẽ tên là lệnh pan nhé. Thì các bạn, đây, các bạn sẽ pan nó đi. Đấy, trong Photoshop hay là trong AutoCAD, nó cũng sẽ là pan. Dùng chung keyword, nó là pan. Thì sẽ là cái phím tắt của nó sẽ là cái ngón trỏ, cái chuột giữa, cái chuột giữa của con chuột của các bạn, nó sẽ bận giữ nó đây, sẽ giữ nó sẽ là di chuyển đi, đơn giản thế thôi. Đây, tắt lưới đi, ấn G này. Đây, ấn G tắt lưới này. Đây, nó sẽ là lệnh pen đây. Đây sẽ là lệnh di chuyển góc nhìn của mình. Nó chứ nó không phải là di chuyển cái khối này đi đúng không? Đây nó chỉ là đây, di chuyển gối khóc góc nhìn của mình thôi. Còn cái khối nó vẫn nằm ở đây. Nó vẫn nằm ở vị trí đấy là góc, góc tọa độ. Đây, góc tọa độ đây. Khi mình di đây, đây mới gọi là di chuyển cái khối đi này. Thì cái phần di chuyển này nó sẽ là phím W nhé. Các bạn để ý sẽ phím W. Đấy như mình vừa nói, nếu bạn để tiếng Việt, bạn đang ở phím lệnh bên cạnh nhé. Nếu mình ấn V kép, nó cũng sẽ chậm, nhận chậm hơn tại vì mình phải ấn một lần nó sẽ ra là chữ ư mà. Vì key của mình nó sẽ là chữ ư đấy, bấm nhiều lần nên nó sẽ sang được này. Thế nên là các bạn nên chuyển về. Điều quan trọng nói nhiều lần. Đấy, các bạn nên chuyển về không sau này mất công hỏi lại. Đây, trong cái lệnh mode này thì nó có những cái này quan trọng các bạn cần nhớ cho mình. Đấy là cái phần cái này nó sẽ là cái này nó sẽ gọi là pivot. Pivot nó sẽ là pivot ở đây nó sẽ là trục tọa độ của trong không gian 3D.
nó sẽ có các trục đấy là trục Z, trục Y và trục X. Thế trong không gian 3D sẽ làm việc với trục Z, trục Y và trục X này. Thì đấy, khi mà muốn chúng ta muốn di chuyển cái khối đi ấy, thì chúng ta sẽ phải dùng đến lệnh này. Khi mà muốn chúng ta muốn di chuyển các khối ở trong trong không gian 3D thì chúng ta sẽ phải dùng đến cục này. Thì nó sẽ có ba cái trục đây này. Đấy, các bạn muốn di chuyển. Khi các bạn muốn di chuyển nó sang đây thì các bạn phải kéo nó ở trục Y. Đây, khi các bạn kéo nó ở trục Y nhé, thì cái pivot này nó sẽ sáng lên này. Các bạn chú ý này, trục Y này nó sẽ sáng này, trục X này nó sẽ sáng này. Đây, kéo theo trục một cách thẳng đứng nó sẽ sáng như thế này. Đấy. Còn khi các bạn muốn kéo nó bất phương hướng hoặc là kéo theo ba trục luôn, X, Y, Z, nó sẽ không có ấy, nó sẽ không có đây. Ví dụ như theo trục. Còn kéo này nó sẽ bị lặn. Các bạn sẽ đặt các thứ nhưng mà nó sẽ đến đây, nó sẽ đến cái điểm này dễ hơn thôi. Nhưng mà nó sẽ không đúng vị trí đúng không? Cần đúng vị trí thì các bạn phải kéo trục xuống và các bạn căn chỉnh lại cho nó vừa. Đấy. Còn đây là về trục và phím tắt lệnh di chuyển. Đây, lệnh di chuyển đồ vật nhé. Đây, di chuyển nó đi. Phần tiếp tới nó sẽ là lệnh rotate. Rotate thì nó cũng như cái lệnh move thôi, nó cũng sẽ có các trục. Đây. Chụp X, chụp Y và chụp Z. Đấy, khi mà ta chạm vào cái trục nào nó sẽ sáng cái trục đấy lên này. Đây, đang dùng trục X lên này. Dùng trục nào nó sẽ sáng lên. Khi các bạn muốn xoay này, xoay, nó cũng sẽ có 3 vòng nhé. Đây, nhìn nôm na dễ hiểu thôi, cái vòng ngoài này nó sẽ để xoay phải xoay trái này. Đấy, xoay phải xoay trái. Còn cái vòng đỏ này sẽ đấy, xoay lên xoay xuống, ngắn rồi nó nghiêng đây. Đây sẽ lật lên lật, lật qua lật lại này. Đấy, các bạn nhìn vào cái này nhé, nhìn vào cái này để hiểu nhé, hiểu cái khối nhé, chứ đừng nên tập trung vào cái khối quá là bị sao nhãng. Các bạn nếu mà xoay cảm thấy khó thì thôi, các bạn cứ nhìn vào cái cục này, đây này, trực quan nhất này. Khi mà bạn muốn xoay nó sang từ phải về phía trước đúng không? Đây. Đấy, từ phải về phía trước. Ngược lại này. Úp. Đấy. Úp nó xuống này, nhở nó ra này. Nghiêng nó đi này. Đây, các bạn dễ nhìn đây, cứ cầm vào cái trục kéo thôi. Mà khi nào cầm vào cái trục nó sáng lên là đã cầm vào nó đấy. Đấy, ok, đấy là xong cái trục này. Còn tiếp tới nó sẽ là phần scale nhé. Các bạn để ý đây là kích thước của nó 50-50, mình để hết là 50 đi. Các bạn đánh cái phần kích thước này nhé, các bạn đừng có dùng chuột, không nên dùng chuột chọn 50 này xong lại chọn xuống 50 này. Không nên dùng những cái thao tác mà nó thủ công và nó động tác thừa như thế. Các bạn ấn vào 60 chẳng hạn, 60 đi. Các bạn ấn phím tab ở trong bàn phím tab này, 60 này. 60 này. Đấy, như mình nói đi, các phím tab nó làm chất lượng công việc của mình nó cũng sẽ hiệu quả hơn. Ok. Tiếp đến là lệnh scale. Thì đây. Scale đây. Nhưng mà đây scale nó chỉ làm cái, nó vẫn làm cái khối của chúng ta nó sẽ to hơn. Nhìn nó sẽ to hơn đúng không? Nhưng mà kích thước ở đây nó sẽ không thay đổi. Đấy. Nên là cái lệnh scale này thường thì mình hay dùng để mình căn chỉnh lại những cái đồ vật ở trong một cái bài của mình. Ví dụ như cái ghế mình đang thấy thấp quá thì mình có thể ăn ra nó một chút để cho mình cho nó cao lên. Mình không phải chỉnh những cái tỷ lệ bên trong. Tỷ lệ bên trong thì khá là khó. Đây. Nhìn lệnh scale này. Thì nó cũng sẽ có những cái phần như kia đây. Nó sẽ có những cái trục
Đây, khi nó sáng cả ở bên trong, nó sẽ là scale toàn phần. Đấy, nó scale cả cái cục này lên. Đúng không nào? Đấy, khi mà đây nó sáng cái phần Z và Y. Thì Z nó sẽ là trục chiều cao đúng không? Và Y sẽ là đấy. Đấy, nó sẽ cao lên. Và nó cũng scale ra cái trục Y này. Đây, mình scale trục XZ này. Đấy, nó cũng như kia đúng không? Đây là XY này. Nó sẽ bẹt nhiều hơn đấy. Nó sẽ bẹt ra này. Tại vì nó không có chiều cao. Ok. Đấy. Trục Z này, đấy, mình chỉ scale trục Z này, nó sẽ cao lên. Trục Y đây, và trục X thôi. Đấy, đấy là mình vừa dạy qua ba lệnh rồi. Thì bây giờ các bạn thao tác thực hiện cho mình. À đây, mình sẽ giới thiệu qua các bạn. Đấy là cái bảng để mình, đây mình vừa vẽ những cái khối này thì mình lấy ở đâu đúng không? Thì trong phím tắt thì các bạn sẽ ấn Ctrl cộng với chuột phải lên. Đấy, thì nó sẽ ra cái bảng này. Ctrl chuột phải nhé các bạn nhớ nhé. Thì nó sẽ, mình sẽ chọn khối bốc này. Đây mình vẽ lên này. Đây, sẽ là khối bốc. Ra một khối bốc cho mình. Ở trong khối bốc thì nó sẽ có những cái khối khác. Ở trong cái bảng này nó sẽ có nhiều những cái loại khác. Có một cái loại để dùng cây. Mình hay thấy có một cái loại để vẽ cây. Cái này không biết vẽ gì đây. Nói chung là những cái này mình không dùng. Nên là toàn vẽ thủ công hết. Nên là không dùng mấy cái này. Nên là cũng không thể hiểu nó là những cái gì. Ở đây. Cái loại dùng cây đây. Trong nó màu cái cây, cây mặc định của 3D. Và có những cái loại khác nữa mà chúng ta tập trung ở trong mấy cái bảng này. Đây khối bốc này, khối bốc này vẽ ra, các bạn vẽ hết ra nhé, vẽ hết ra để hiểu cái phần mềm có những cái gì và cách mà mình lấy những cái khối ra cái gì. Thì ở trong bài thì mình hay dùng những cái khối như là khối bốc, khối sphere và khối cinder thì nhiều thôi. Đấy, mình sẽ dùng những cái khối này là nhiều. Chủ yếu những cái khối kia thì cũng ít dùng. Cinder, turret này. Cái này giống như là donut ở blender ha. Teapot này. Biểu tượng của 3D Max này. Thì các bạn sẽ dùng cái teapot này để tập xoay đi. Các bạn tập xoay. Con này. Sẽ tạo ra hình hình viên nón. Real Sophia. Sophia này. Sophia này, chốt này. Đấy, nói chung là các bạn cứ vẽ hết vào ra để hiểu. Còn thêm nữa những cái các bạn cứ vẽ hết ra nhé. Còn bài tập của buổi hôm nay đấy là chúng ta sẽ vẽ ra một cái khối bốc này. Đây nhá, mình hướng dẫn các bạn vẽ ra một khối bốc. Đấy. Tỷ lệ nó sẽ như thế này. Khi mà bạn muốn xoay nhé, bạn muốn xoay để xem cái khối của mình nó như thế nào thì giữ phím Alt cộng với cả phím pen ấy, cái phím chuột giữa ấy. Đấy, mình sẽ giữ hai cái nút này để xoay, xoay con chuột đi. Mình sẽ nhìn được cái khối của mình. Để mình xem khối của mình nó như thế nào. Đấy. Các bạn luyện tập cái này thật nhiều nhé. Khi sau này mình thuần thục rồi ấy, mình đấy mình xoay rất là nhanh. Xoay từ mặt trước ra mặt sau này, trên xuống dưới này, trái sang phải này.
Đây mình sẽ giới thiệu các bạn, đây là khối khối cube. Nó sẽ để cho chúng ta xem những cái góc nhìn của chúng ta này. Thì ví dụ như mặt phẳng này, mặt từ trước mặt này. Trước mặt nhìn vào sẽ là mặt phẳng này. Một right này, một left này, mặt back này, mặt top này, mặt bottom này, bottom là đáy này. Có những cái phím tắt nhé. Khi mà chúng ta đang ở mặt right đúng không? Đây nhìn chữ right này. Và chúng ta muốn back về mặt phẳng thì lệnh tắt nó sẽ là phím F. Đấy, F quay về mặt phẳng. Nếu chúng ta muốn nhìn từ trên mặt top xuống này, chúng ta đang ở mặt phẳng này. Mà muốn nhìn từ mặt top xuống, ấn phím T. Top xuống đây, sẽ nhìn từ trên xuống cho chúng ta. Còn mặt left, mặt back, mặt bottom thì nó không quan trọng bằng hai cái mặt này. Hai cái mặt này nó sẽ để chúng ta xác định. Ví dụ như là chúng ta bắt đầu bản vẽ, tức là về mặt trước. Đây là cái cửa nhà mặt trước đúng không? Chúng ta đang muốn xem mặt trước đúng không? Chọn ấn phím F, mình sẽ quay về T xuống, nhìn từ trên xuống. Đây, đây là về cube. Ở bài tập về nhà thì chúng ta sẽ vẽ một cái bảng, chúng ta sẽ xoay xoay bốn cái ấm chọn về cái bảng. Đây mình sẽ làm mẫu. Đây các bạn nhé, vẽ khối bốc, các bạn kéo nó ra này, kéo nó ra. Ok, xong đây bạn thả tay ra, nó sẽ cho các bạn nhập chiều cao của nó. Bạn chọn một cái chiều cao vừa phải. Đây. Còn tiếp tới là các bạn vẽ những cái teapot này ra. Đấy. Cái teapot này ra. Xoay nó đi đâu cũng được nhé. Xoay nó đi đâu cũng được. Các bạn copy ra. Copy thì giữ phím shift. Giữ phím shift để copy. Còn cái lệnh copy này thì sau này mình sẽ dạy. Buổi sau mình sẽ dạy các bạn. Đây. Xoay nào cũng được. Xoay lung ta lung tung. Xong đằng nào mình cũng xoay lại. Đấy. Cho các bạn xong đặt nó đi tứ tung bốn bốn phía đi. Đây thì mình sẽ xếp trong một hàng cho các bạn xem nhé. Đây xem một cái vị đây này, một cái vị đây. Các bạn chưa cần đặt đúng nhé, chưa cần đặt chuẩn, chưa cần đặt nó thẳng hàng. Các bạn chỉ học để cho nó quen lệnh thôi. Đây lệnh move này. Khi mà mình muốn cái bàn này nó dài hơn một chút ra đúng không? Mình scale đi đúng không? Đây scale, mình scale theo trục nhé. Nhưng mà scale các bạn chọn như này, nó sẽ to ra. Nó sẽ to hết ra. Khi các bạn scale theo trục này, scale trục x thôi nhé. Đây, scale theo trục x này này thì nó sẽ đi như thế này. Đây xoay cho các bạn xem nhé. Xoay này, vừa nãy là dùng lệnh move để kéo nó về rồi đúng không? Thì bây giờ chúng ta dùng lệnh xoay thì mệnh lệnh move phím tắt nó sẽ là phím V kép, lệnh xoay nó sẽ là phím E. Phím E trên bàn phím. Đây. Ok. Phím E trên bàn phím này. Xoay nó đi này. Và kéo nó ra này. Khoảng cách này. 5k nhé. Đây. Xoay. 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 Ok. Thành những cái ấm này nó hơi to so với cái bàn chứ, hoặc hơi bé. Dùng lại scale. Đấy là phím E. R. Phím R trên bàn phím. Các bạn nhớ chép bài nhé. Phím R trên bàn phím. Nó sẽ là phím scale. Phím scale đi. Scale to hơn. Scale này. Scale to, scale nhỏ. Thì đấy là bài tập về nhà. Còn có gì mình sẽ gửi phím tắt lại cho các bạn. Mình chúc các bạn làm bài nhé. Chúc các bạn học vui vẻ nhé. Bye bye.